mấy hôm nay thì một số bạn đã chốt lời được Dogecoin cũng như là một số các thành viên Ethereum với lại Bitcoin rất là tốt. Thì cũng có nhiều người mới cũng chưa nhận được các cái thông tin. Thì hôm nay tôi cũng làm một cái video này để cho mọi người có được cái nhìn nhận về cái cách để nhìn nhận các cái thông tin. Thứ nhất thì tôi có ba cái link. Cái link đầu tiên đó là link jcoin.vn suộc Bitcoin. Đó. Link thứ hai là Bitcoin 2, link thứ ba là Bitcoin 3. Đấy là ba cái link mà tôi sẽ để ở dưới video này để cho một số người mới để người ta hiểu hơn. Ví dụ như là nhân tài khoản từ Moincoin chuẩn bị lên sàn, một số câu hỏi. Đầu tiên phải mua Bitcoin, Ethereum hay là nạp vào sàn nào mà nó list cái coin này? Điều này phải được check coin sắp lên sàn ra sao? Thì một số cái thông tin thì tôi gửi ở các cái link, đúng không? Ví dụ Coinbase này, ICO Brand này, CoinMarketCap này, đấy, rất nhiều các cái thông tin thì chúng ta sẽ xem. Rồi các chủng như là Masternode, rồi DeFi, đúng không ạ? Rất nhiều cái mà chúng ta phải biết qua được. Đó. Đặc biệt là những cái video mà tôi để free bitcoin.edu.vn. Đúng không ạ? Bitcoin và những cơ hội, đây là những cái video để miễn phí để học. Đó là những cái mà tôi muốn gửi đến. Ví dụ như là một cái sàn như là HitBTC hay là sàn Binance hay rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta đổi một Ether ra EOS hay là Strat hay là Siacoin hay là ADA. Đúng không ạ? Các dạng hút vốn đỉnh cao như con Link ấy, đúng không ạ? Một Ethereum và đổi đấy, đúng không ạ? Masternode Online là các cái chủng mà chúng ta xem. Thì thời gian gần đây chúng ta sẽ quan tâm đến Masternode nữa. Đó là những cái mà chúng ta sẽ xem. Ngoài ra thì hôm nay tôi để ý đến Masternode.online để chúng ta xem được các cái chủng mà giá nó sẽ tăng như vũ bão trong thời gian tới. Đó. Ví dụ thời gian qua là con PUC là đúng không? 23%, đúng không ạ? Còn chúng ta nếu mà chúng ta x thì chúng ta phải check được rất nhiều các cái coin mà nó ở cái trạng thái là gì đó, được nhà đầu tư quan tâm, tức là dòng tiền nó đẩy vào. Ví dụ như coin market cap, đúng không ạ? Coin market cap là hiện tại là trên 1.378 tỷ, đúng không ạ? Trên 1.378 tỷ, đúng không? Và các cái tỷ lệ list coin cũng như là một số các cái chủng loại coin nó lên rất là mạnh mẽ. Với cái toan tính của Tesla Model 3 này, nó cũng ra là cái giá là 37.000 đô này, cũng khủng khiếp, nó cũng muốn cạnh tranh Bitcoin. Rồi các cái ICO mà đánh giá tốt top coin thì bây giờ nó cũng đang đưa ra các cái sell start 22 tháng 7, bắt đầu đã chạy trong năm 2020. Đó, rất nhiều các cái list active ICO đấy, còn upcoming, đúng không? Có rất nhiều cái mà chúng ta xem. 25 bây giờ hiện tại có 4 con này, Pip Network, đúng không? Đó là những cái mà chúng ta phải xem. Đó. Đây là 3 con, 4 con này rất là hot, đúng không? Tuy nhiên phải xem xét được cái giá trị của 6 tháng nữa, trong vòng 6 tháng nữa liệu cái dòng tiền nó có bị rút ra khỏi Bitcoin hay không, khiến cho nó sập thảm, và những cái con ICO đặc biệt là chết rất thảm. Do vậy chúng ta phải tính toán được cái lượng tiền chúng ta vứt vào 4 cái con này, đúng không? Chúng ta giải ra. Nếu ai check được các cái chiến lược một Satoshi cũng như là các cái chiến lược ngày xưa ấy, là chúng ta mua theo cái dạng là coin rác. Nhưng bây giờ để mua coin bây giờ nó làm ra những cái list ICO hot list này nó bán cũng khá đắt, đúng không? Toàn 0.1 đô với 0.5 đô, có những con 3 đô, 1 đô, 4 đô, 5 đô. Do vậy chúng ta phải chú ý, đúng không? Các list ICO này sẽ được đánh giá rất là chi tiết. Nó ở thực thể là
đề phi hay là một số các cái dạng AROP hay là một số các cái dạng token hay là một số các cái chủng mà nó liên quan đến Ethereum. Mà chúng ta đợt này chúng ta thấy được các cái tỷ lệ của các cái ICO top list nó tập trung chủ yếu vào các cái thương hiệu của Tesla cũng như là một số các cái thông tin của Elon, đúng không? Elon Musk, đúng không? Nó bám vào đấy, nó bấu víu vào đấy. Thế vậy chúng ta phải checklist rất là chi tiết. Rồi các cái thông tin, đúng không? Của CoinMarketCap cũng như là CoinMarketCan để chúng ta xem được CoinMarketCan. Để chúng ta xem được các thông tin. Đúng không? Chúng ta xem được các cái thông tin. Các thông tin về các cái ngày mà nó có tin tức được cập nhật, đúng không ạ? Chúng ta phải biết được các trending, cái xu hướng của nó. Rồi rất nhiều các cái website nó quảng cáo ở đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy các ICO nó quảng cáo, nó đổ tiền rất nhiều. Chúng ta có thể mua buy token, hay mua Visa. Tuy nhiên tôi khuyến cáo rằng là gì ạ? Tất cả những cái thông tin, đúng không ạ? Đều mang tính rủi ro rất cao. Và khi mà Bitcoin đã như thế này rồi, chúng ta sẽ tưởng tượng rằng là trong vòng 5 đến 6 tháng nữa chúng ta vẫn có một cái trend coin. Nhưng chẳng cái gì lên mãi cả, cho nên chúng ta sẽ chờ ở các thể dạng là Bitcoin nó cũng sẽ có những cái tỷ lệ sụt giảm. Và do vậy ở các cái trạng thái mà những người mới, chúng ta cần tìm hiểu về các chủng coin cũng như là các cái list, cái link mà tôi đưa ra cho mọi người ở các cái trạng thái người mới bắt đầu thì chúng ta phải xem và tìm hiểu rất là kỹ. Ba cái link này tôi sẽ đặt ở dưới video này, sau đó chúng ta lấy giấy bút và chúng ta ghi chép và chúng ta học, chúng ta nghiên cứu, đúng không ạ? Đánh giá ở list các cái ICO, đúng không ạ? Cái hướng dẫn mua, mua nó rất đơn giản thôi, nạp bit, nạp e vào để mua, cái này nó rất đơn giản thôi. Cái video này sẽ dành cho những người mà quan tâm đến cái việc mà chúng ta nghiên cứu coin nào để có các cộng đồng đánh giá ra sao, đúng không ạ? Chúng ta đều có thể dịch, Google dịch cũng như là translate nó. Các chủng masternode, đúng không? Các upcoming, đúng không? Các ICO hot list, đúng không? Nó đang đánh giá. Hiện tại thì cũng có rất nhiều coin mà nó đưa ra. Và chúng ta phải chú ý bởi vì giao những cái bài học từ ngày xưa cũng bị rất là nhiều. Khi mà các cái ICO này nó bị chết theo Bitcoin, tuy nhiên lúc này Bitcoin đang rất là tốt, đúng không ạ? Và chúng ta cũng để ý một chút đó là Bitcoin hiện tại đang ở trong trạng thái test cái đỉnh là 48.238.000 đô. Tuy nhiên tôi đang muốn đánh xuống để test ở các cái vùng đỉnh một lần nữa, đỉnh lặp lại lần thứ nhất, lần nữa đó là 44.791. Do vậy tôi mong muốn và mong muốn nó test ở các cái vùng là 44.957 trong đêm nay. Vậy thì ngoài cái việc đánh ICO, chúng ta còn có các cái tỷ lệ để chúng ta đánh được ở các cái dạng đánh Bitcoin, ở trong cái dạng đánh short sell. Thế thì bây giờ Bitcoin nó rất là đắt rồi, đúng không ạ? Nếu chúng ta trữ nó với cái dạng trạng thái 1 tỷ một Bitcoin thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là lo lắng. Tuy nhiên chúng ta có thể dùng đòn bẩy. Ví dụ chúng ta có 5.000, chúng ta đánh được 50.000, ví dụ thế. Và chúng ta ở chia nhỏ ra, băm nhỏ ra khối lượng ra, cho nên là cái margin level nó sẽ an toàn hơn. Do vậy chúng ta sẽ có được những cái cách để chúng ta nhìn nhận các cái trạng thái để chúng ta trade. Có hai trạng thái vật chất và trạng thái margin. Tôi vẫn thiên về cái trạng thái margin bởi vì cái số vốn nó quá lớn để chúng ta có thể mua được những cái đồng ICO mà chúng ta phải cảnh giác, không là chúng ta sẽ mất cái đồng tiền thật của chúng ta, đó là đồng tiền Bitcoin Ether mà chúng ta đổi lấy cái ICO rác nên là nó không lên sàn được, là chúng ta cũng sẽ lãng phí và bị mất tiền. Do vậy các trạng thái mua ICO này là chúng ta phải kiểm tra rất chi tiết. Nếu Bitcoin và Ethereum mà chúng ta trữ được thì cái việc lãi của Bitcoin Ethereum chắc chắn là lãi 10-20%, chúng ta không đồng ý. Chúng ta muốn nhân nhiều, ít nhiều thì cho buộc phải có được cái sự check. Ví dụ GenTrade, GenTeam sẽ check rất nhiều các cái chi tiết và chúng tôi sẽ gửi cho mọi người những con mà chúng ta có thể mua ICO trong thời gian này. Ngoài ra các cái coin ICO thì chúng ta cũng có nhiều các cái giải pháp để margin để đánh nó an toàn hơn. Đó là những cái mà chúng tôi hướng đến. Thì trên đây là cái ba cái link để chúng tôi có thể gửi đến mọi người cái cách để chúng ta checklist cái ICO cũng như là checklist các cái tin tức coin, các cái chủng coin cũng như là các video
Đó, video chúng ta sẽ xem lại ở ba cái link đúng không ạ? Đầu tiên là Tracoin VN, Bitcoin 3 đúng không ạ? Đây là một cái link mà tôi viết rất là chi tiết cho mọi người. Các list sàn Tracoin.vn suộc Bitcoin 2 đúng không ạ? Tôi đã viết rất chi tiết ở những cái nạp bit, rút bit đúng không ạ? Các cái trạng thái mua nạp ra sao, check được các cái chủng coin ra sao đúng không ạ? Tôi đã để ở ba cái link này thì mọi người có thể theo dõi. Xin gửi mọi người các cái video miễn phí để chúng ta có thể học và chúng ta nghiên cứu. Xin được cảm ơn.